đề tài phần mềm V-Mobile, quý nhà đầu tư hãy thực hiện theo các bước. Đầu tiên vào Google Play trên Android hoặc App Store trên iOS. Sau đó tìm từ khóa V-Mobile và thực hiện cài đặt. Ứng dụng V-Mobile rất dễ nhận diện với logo hình tròn đỏ và biểu tượng Phượng Hoàng. Chờ trong giây lát, ứng dụng đã sẵn sàng để quý nhà đầu tư giao dịch. Vậy chúng ta sẽ đăng nhập như thế nào? Để đăng nhập và đầu tư trên app V-Mobile, quý nhà đầu tư hãy thực hiện theo hai bước. Bước 1, mở app V-Mobile và điền thông tin đăng nhập. Với tên đăng nhập là số tài khoản bắt đầu bằng 068C và 6 ký tự số của tài khoản. Mật khẩu được cấp khi mở tài khoản và bắt buộc thay đổi trong lần đầu đăng nhập. Bước 2, nhập OTP. OTP là 4 ký tự số màu đen trong thẻ giao dịch tương ứng sau ký tự số màu đỏ. Theo phần mềm yêu cầu và chọn xác nhận để sử dụng phần mềm. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào những video sau.